Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của VietNamZen nhé. Hôm nay Bảo Trâm ngồi nói chuyện với anh Trần Đức Quang một chút vì một vài cái thông tin thời sự liên quan đến dân chủ ở trong nước. Anh Quang ơi, em hỏi anh này, anh có nghe thấy mấy ngày gần đây các đài ở nước ngoài cũng như các cái Facebook của bọn phản động, chúng đưa tin là tên Trịnh Bá Tư tuyệt thực trong nhà tù 20 ngày rồi không? Ngày thứ 20 không? Có, anh có nghe. Nhưng mà thực sự anh coi chuyện ấy không đáng quan tâm. Đấy. Các cái việc mà các nhà dân chủ ấy mà loan tin là tuyệt thực 20, 30, 40, 50, thậm chí ngày xưa Lê Quốc Quân rồi Nguyễn Hồng Như Quỳnh ấy còn tận là tuyệt thực ngày 49, 53 rồi đặc biệt là nhân vật nào nhỉ? Cú Nha Vũ. À rồi. Tuyệt thực ngày. Hà Vũ tuyệt thực người béo ú. Béo nhưng mà rồi là Điếu Cày. Điếu Cày cụt tay. Thế chính vì vậy trong quá khứ nó đã xảy ra những cái chuyện như thế rồi. Bao nhiêu Củ Huy Hà Vũ tuyệt thực mà người béo ú, rồi là Điếu Cày cụt tay. Đấy. Thế chính vì vậy cho nên ấy bây giờ ấy lại tung ra cái tin là Trịnh Bá Tư tuyệt thực thì cái chuyện ấy nghe nó nhảm quá rồi. Thưa quý vị nhá, kể cả Trịnh Bá Tư nhá, cái chuyện ấy là các vị tung ra, các vị tự sướng với nhau thôi, chứ còn nhân dân ấy, người ta nghe người ta nhảm tai quá rồi. Không, thực ra anh Quang em thì em không nghĩ là tung ra để chúng tự sướng với nhau đâu, mà nó nhằm mục đích là chính trị đấy. Đúng rồi, tức là thế này, đại đa số người nghe người ta không tin nữa. Thế nhưng mà nó vẫn hy vọng ấy là nó lôi kéo được những cái người thiếu thông tin. Đấy. Ví dụ những cái người mà ít lên mạng xã hội ấy, đấy, những cái người mà không quan tâm chính trị ấy, họ cứ lên mạng ấy là ở những cái đề tài khác ấy, thì khi gặp cái thông tin này thì lại lưu vào đầu họ. Đấy là những người mà họ không quan tâm chính trị, nhưng mà gặp ấy nó cứ lưu đầu, à không biết chế độ ta làm sao mà lại bây giờ ấy người tù người ta tuyệt thực. Đấy, đấy. Em nghĩ là thông tin tuyệt thực thì không phải như anh nghĩ. Em nghĩ là chúng cố tình thông tin tuyệt thực ấy để gây sự chú ý của dư luận, đánh động sự quan tâm của dư luận trong nước và quốc tế, của cái đám giặc cái phản động nước ngoài ấy. Để chúng lấy cớ, một là gì, chúng có thể xin ăn kiếm tiền được qua việc đó. Hai là chúng trầm trọng hóa vấn đề, hoặc là chúng bôi đen, tức là chúng thổi bùng những sự nguy hiểm, cũng như là đôn thổi những cái thằng dân chủ lên. Và đặc biệt tóm lại là gì, để chúng mục đích là xuyên tạc chế độ mình, rồi qua đó là gì, bởi vì người ta cũng chả quan tâm đến mấy cái thằng tội phạm này, dư luận trong nước rồi quốc tế, nên là chúng cứ phải gây sự chú ý lên bằng cách là đưa cái tin bốc phét. Em hỏi anh nhé, anh là một kỹ sư về nghiên cứu sinh học đúng không? Về mặt sinh học nhé, anh phân tích của em, nếu mà người ý, khả năng nhịn đói bao nhiêu ngày và các dấu hiệu gì liên quan tinh thần và thể xác của người mà nhịn đói? Nó còn tùy cơ địa của từng người. Người ta có thể nhịn đói được từ 45 ngày, thậm chí có những người mà họ có trước khi nhịn đói họ có nhiều năng lượng đấy, tích trữ đấy, thì họ có thể kéo dài được đến 75 ngày đấy. Cho nên là không có một con số cố định cho cái số ngày nhịn đói dẫn đến tử vong, nhưng nó nằm trong cái khoảng như thế đấy. Nó khác với lại nhịn khát ấy, thì cũng có nhiều cái tài liệu người ta đưa ra cũng những cái con số nó khác nhau lắm. Nhưng mà nhịn khát ý, thì anh đọc là có những tài liệu là người ta đưa ra là có thể 4 ngày, 5 ngày. Có những tài liệu bảo là có thể được đến 9 ngày. Thì 9 ngày anh cũng tin. Đây là cái cơ địa của cái người nhịn được 9 ngày. Đấy. Mà 4, 5 ngày anh cũng tin đây là cơ địa của những người 4, 5 ngày. Nhưng mà tóm lại ý, nhịn khát thì nó được dưới 10 ngày. Còn ý, nhịn đói thì nó sẽ được dưới 3 tháng. Đấy. Em chưa bao giờ em thấy ai nhịn đói dưới 3 tháng. Trước đây có cụ Nguyễn Tri Phương.
hay là cái ông gì gắn cái gì tập yoga Ấn Độ ấy, cũng chỉ được đâu là khoảng 3-4 ngày cùng thôi, làm gì 3 tháng. Cái thứ hai là các dấu hiệu như mất trí nhớ. À nhé, mà nhịn đói mà phải uống nước đầy đủ nhé. Đấy là trường hợp à, đúng rồi. Phải uống nước đầy đủ. Phải uống nước đầy đủ. Thế còn đâu là cái thằng Trịnh Bá Phương này, Trịnh Bá Tư này, em Tuấn Anh nói bảo ác mồm, nhưng mà nhịn đói mà coi như là Diêm Vương gọi đi thì càng tốt. Em Tuấn Anh. Ừ, đúng rồi. Trịnh Bá Tư nhá, cậu tuyên bố là cậu nhịn đói nhá. Đấy. Nhiều người người ta mừng. Đấy. Giống như là ấy, tuyên bố là tôi sẽ tự thiêu, nhiều người người ta bảo ừ tôi sẽ gửi xăng cho. Đấy, Trịnh Bá Tư ạ. Nhá. Rồi, thế còn một cái việc này này. Tức là ngày mùng 7 tháng 9 tới đây, tức là còn khoảng hơn tuần thôi, là xét xử vụ Lê Đình Kình, gọi là vụ án Đồng Tâm đấy, bọn mà chống chính quyền đấy. Thế thì các đài báo nước ngoài, đặc biệt cái tổ chức gì nhờ, ân xá quốc tế là một này, tổ chức phóng viên không biên giới, đúng rồi, và nó đòi vào để giám sát tham dự phiên tòa ấy. Theo anh thì cái việc đấy nó lố bịch, buồn cười, vô lý ở điểm nào, anh phân tích cho mọi người nghe. Nó lố bịch ở cái chỗ này này. Luật pháp Việt Nam nhá, Việt Nam là một nước độc lập có chủ quyền. Đấy. Tòa án xét xử ấy là mở công khai. Nhưng không phải là công khai thì có nghĩa là ai muốn đến cũng được. Đấy. Công khai là gì? Công khai là những cái diễn biến của phiên tòa đều có thể được thông tin lên báo chí. Đấy. Rồi kết quả của phiên tòa cũng được thông tin công khai trên báo chí. Đấy là công khai. Thế còn những vụ án ấy xử kín ấy thì không có một thông tin nào được đưa lên báo chí cả. Đấy. Thế cái công khai hay là kín ấy thì là nó ở cái mặt truyền thông, chứ nó không phải là cái số người đến dự. Đấy. Cái người đến dự ấy thì phải được tòa mời. Đấy là những người có liên quan đến ấy, cái quyền lợi, gọi là quyền lợi và nghĩa vụ, quyền lợi và nghĩa vụ đấy của bên nguyên và bên bị. Đấy. Cho nên là đừng có hiểu sai ý, là công khai có nghĩa là hàng ngàn người vào cũng được. Đấy. Đúng rồi, anh Quang Thông em ra hiện trường mấy vụ mà xử án bọn dân chủ ấy, hầu như vụ nào cũng ra. Thế thì nó đều có câu là tòa công khai sao không cho không nó cho vào. Bây giờ em thấy em hỏi anh ấy, một cái khán phòng hơn 100 người ngồi. Mà anh cứ đòi vào thế thì đâu mà chứa. Cái thứ hai là vì cái công việc đảm bảo an ninh an toàn cho phiên tòa nên các đối tượng phải có sàng lọc, phải có sự coi như là chọn lọc chứ. Ở đâu đến mặt lạ hoắc rồi trông nick tha thích đòi vào phiên tòa để mày làm loạn tòa. Cái lực lượng chức năng mà bảo vệ an ninh an toàn ở phiên tòa người ta phải tính trường hợp đó. Nên bọn nó rất là ngu. Bây giờ thế này nhá, phiên tòa công khai có thể chỉ có 10 người dự thôi, bởi vì cái số người có quyền lợi và có trách nhiệm đối với lại bên bị bên nguyên ấy là nó ít. Đấy. Thì chỉ mời có khi chỉ chục người thôi. Đấy. Nhưng nó vẫn là phiên tòa công khai, bởi vì cái công khai nó không phụ thuộc vào bao nhiêu người đến dự. Mà công khai hay không công khai ấy, là nó phụ thuộc vào ấy, cái diễn biến phiên tòa, rồi là cái kết quả của phiên tòa có được thông tin lên công chúng hay không. Đấy. Chứ nó không phải là bao nhiêu người đến dự. Đúng rồi. Nhá. Cái này thì em tôi nhắc lại cho các ông các bà dân chủ quậy nhá. Lần sau đến quậy phá các phiên tòa nhá thì đừng có đem cái luận điệu là phiên tòa xử công khai tại sao không cho tôi vào nhá. Sang hỏi các phiên tòa Mỹ nhá. Ở các nước trên thế giới xem người ta có nói như đòi hỏi những công các bà không nhá. Đúng rồi anh. Ví dụ như các vụ án mà xử kín ấy vì xâm hại trẻ em, người ta phải xử kín để còn đảm bảo cho cái thông tin về cái em bé
đúng không? Còn một là nhân phẩm của bên bị bên Nguyên. Đấy. Cái thứ hai là bí mật quốc gia, đảm bảo an ninh quốc gia. Đấy. Bây giờ rõ ràng một phiên tòa mà sự công khai và các tình tiết vụ án hoặc các cái tình tiết đó, như em nói đơn giản nhé, vụ xâm hại bé gái hầu như là sự kín, đúng không rồi. Muốn thông tin lọt bên ngoài vì bé gái có tương lai, còn nhiều vấn đề tế nhị sau này nữa, đúng không? Thì đấy là sự kín. Dù là có thể là hai bên là họ hàng, cha mẹ các cháu đông hơn cả phiên tòa xử công khai, đúng rồi. Vẫn gọi là sự kín vì tình tiết diễn biến vụ án phiên tòa không được công bố tường thuật, không được tường thuật, đúng không anh? À anh, hôm qua anh biết rồi, nhà Cấn Thị Thêu là có tất cả bao nhiêu người, Trịnh Bá Khiêm này, Cấn Thị Thêu này, Trịnh Bá Phương này, Trịnh Bá Tư này, bốn người này đều đi tù hết rồi. Trịnh Bá Khiêm thì đi tù mới về, đều bị tạm giam, không đi tù rồi. Trịnh Bá Khiêm bị xử trong vụ án gây rối, cố tình gây rối công cộng, cái vụ hồi giải tỏa đất lần một ấy. Còn Cấn Thị Thêu là đi tù hai lần rồi, lần này là nó bắt tạm giam phục vụ điều tra lần thứ ba. Đấy. Còn Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Khiêm là lần đầu tiên. Đấy. Rồi. Có nghĩa đều đang trong trại giam. Đều đang trong. Thế thì giờ đứa con gái duy nhất của nhà họ Cấn, họ Trịnh ở trên Hòa Bình sáng nay nó kéo một số cái con mẹ con nhà con gái Dương Lỗi này, cả một số vị nữa gọi là dân oan ấy, kéo lên công an tỉnh Hòa Bình để gây sức ép, gây rối. Qua sự việc này anh nhìn nhận dưới góc độ của một người quan tâm theo dõi tình hình dân chủ Ba Que thì anh phân tích nó có dấu hiệu gì hoặc cái gì cần lưu ý ở đây? Ôi, cái này nó đơn giản mà. Đây là cái sự dãy giụa, anh gọi là giống như là dãy chết ấy. Đấy. Không ai ủng hộ nhá. Họ cứ tưởng là họ làm như thế thì sẽ có nhiều người ủng hộ. Đấy. Nhưng mà rồi chả ai ủng hộ. Đại đa số nhân dân là người ta không ủng hộ cái nhà gia đình Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Khiêm. Đấy. Cho nên là cái cô gái này, cô chỉ nỗ lực dãy giụa. Đấy. Một cách bất lực mà thôi, chả ai ủng hộ đâu. Đấy. Tự sướng là chọc tức chính quyền thôi. Đấy. Cho nên nha, cứ thoải mái. Ngược lại, tôi lại thích cô cứ dãy giụa nhá. Cô chỉ bất lực và cô tự làm khổ cô mà thôi. Đấy. Em ấy thì là nghĩ này, anh qua này. Tức là có những kênh Cờ Đỏ ấy, kênh YouTube yêu nước ấy, đã từng giật tít là gì? Công an xóa sổ một gia đình phản động. Nhưng em đến tường nhá. Cái con gái út này, nhà họ chị, con Cấn Thị Thêu ấy, còn hành động tiếp nối, gọi là nói vui là tiếp nối truyền thống gia đình ấy. Là sẽ có ngày lại nhập kho tiếp. Thì đây mới là sự xóa sổ hoàn toàn của gia đình phản động này. Anh ạ. Rồi trước sau anh, nó trượt dài con đường chống phá và nó quen cái truyền thống gia đình chống phá của nó, thì kiểu gì có ngành nhập kho. Đây mới là sự coi như là xóa sổ một gia đình phản động. Không. Nếu mà dùng từ chính xác, khi nói thì có thể là như thế, nhưng mà khi viết ấy, thì phải chính xác. Tự xóa sổ chứ không phải là xóa sổ. Tự họ xóa sổ gia đình họ, chứ có ai xóa được họ đâu. Nói về cái vụ xử vụ án bọn khủng bố ở Đồng Tâm thì hơn tuần nữa thôi, thì theo anh dự đoán thì vụ này khoảng bao nhiêu án tử hình? Cái đấy nhá, thì theo anh nghĩ đấy, là anh dự đoán là 4 đến 5 án tử hình, còn lại là từ chung thân cho đến 5 năm. Em nói anh nhé, cho bọn phản động và bọn các cái gọi là các đài báo truyền thông trung cộng xuyên tạc dãy giụa kêu gào, thì em cũng hoàn toàn nhận định giống anh ấy, khả năng phải 4-5 án tử hình ấy để không chuyện là mấy tổ chức tào lao kia đòi can thiệp công việc nội bộ của Việt Nam. Xin thưa nhé, đây là tên tội phạm hình sự vi phạm pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mấy cái thằng coi như là báo chí tổ chức nhân quyền, hầu quyền, chó quyền, mèo quyền, không có tuổi gì, không có trách nhiệm gì và không có cái lý do gì để đòi vào can thiệp công việc nội bộ Việt Nam. Nên là chó cứ sủa mà tòa án thì vẫn cứ xử áp theo luật và đề nghị người dân, tiếng nói anh em mình là người dân đây, đề nghị xử nặng. Này anh nói bảo Trâm nhé, rất rất nhiều người dân Việt Nam mà quan tâm đến chính trị ấy,
Đấy. Thì họ rất vui mừng ấy khi mà được thông báo là sang tháng 9 sẽ xử vụ. Mùng 7 tháng 9 xử. Sẽ xử vụ Lê Đình Kình và đồng bọn. Lê Đình Kình thì chết rồi. Lê Đình Kình và đồng bọn. Ừ, vụ án là vậy mà không có... Thực ra ấy, vụ này em dự đoán ấy, cái thằng chột mắt ấy, thằng cháu ấy, rồi thằng Công. Lê Đình Công. Còn cả một thằng Chức nữa cả. Trong khi nói đến, mấy ông đấy là án giữ cột hết. Bây giờ tiêm thuốc độc rồi, không giữ cột nữa. Nhưng mà em nghĩ là các... Nó khai vanh vách rồi mà. Đấy. Nó khai là tôi bảo thế nào rồi thì là đứa nào đổ xăng xuống. Có đó. Phân đấy. Công, phân nhiệm, có tích chữ, chuẩn bị hung khí, vũ khí và liệu nổ. Tội quá nặng, thế mà nhiều người kêu gào. Bênh vực, mà đặc biệt rất đau lòng khi có một vài cờ đỏ ấy. Mà đi cùng mình hiện trường bây giờ bênh vực. Cũng bênh vực. Bênh vực mà lên án chính quyền, gọi là thảm sát đấy. Bạn mà hồi 14-3 đấy, nếu theo dõi Facebook bạn ấy thì thôi. Đấy. Buồn lắm. Và kể cả bà giáo viên thôi, em nói chuyện với anh. Anh gọi là những người trong hàng ngũ chúng ta, nhưng mà họ khiếm khuyết trí tuệ. Thôi bây giờ không bảo đấu đất nữa, mà anh nói là họ khiếm khuyết trí tuệ. Bởi vì không, trường này em ủng hộ những người mà bênh vực vụ Kình Công lên án chính quyền, gọi là tàn sát, thì có quyền gọi là đấu đất. Đấy là còn nhẹ đấy. Thế em không muốn dùng từ mạnh hơn đấy. Đồng đội chúng ta nhưng mà lại lên án chính quyền, thế là thành bênh vực dân chủ rồi. Đâu đâu đồng đội. Nhá. Mẹ anh ấy, mẹ anh 90 tuổi rồi. Nhưng mà mẹ anh rất vui sướng, mẹ anh bảo là qua ngay hôm nào mà xử không biết là trên TV này có cho mẹ xem không nhỉ? Có đưa tin chứ chắc chắn. Mẹ rất là mong để xem là bọn ấy nó bị xử như nào. Mẹ anh 90 tuổi ấy. Đấy. Thế nhưng ấy, anh thì lại vui mừng ấy là nó là một cái tát nảy đông đóm mắt đấy vào những cái bọn chống cộng, chống Việt Nam, cũng như là những cái người mà khiếm khuyết trí tuệ, mà nói nặng hơn tức là những người đầu đất trong hàng ngũ chúng ta đấy. Bây giờ nhá, nhắc lại những cái luận điệu mà những cái bọn chống cộng, chống Việt Nam ấy, nó nói xung quanh cái vụ Đồng Tâm nhá. Đấy. Thì bây giờ mới là cái tát nảy đông đóm mắt. Nhá. Cái luận điệu thứ nhất mà tôi nhớ đến ấy, là họ nói rằng ấy, chủ tịch thành phố ấy, đấy, là vi phạm đấy, cái cam kết đấy. Họ này, tôi nói cho các vị nhá, các vị nhầm lớn đấy nhá. Bây giờ đừng có đưa cái luận điệu ra nhá. Ông chủ tịch thành phố ấy là ông rất thông minh nhá. Ông ấy viết cái gì? Ông viết là ấy, cam kết đấy, không xử lý toàn bộ nhân dân Đồng Tâm. Đấy, đấy. Thế nào là toàn bộ? 1.000 người mà xử 99 người, 999 người thì vẫn chưa phải là toàn bộ. Nhá, đấy. Toàn bộ tức là phải 1.000 người trên 1.000 người. Đấy mới là toàn bộ. Nhá. Thế còn ấy, bây giờ nhá, xử 29 người chứ có xử toàn bộ nhân dân Đồng Tâm đâu. Đúng chưa? Đấy. Đấy là cái luận điệu thứ nhất. Đấy, cho nên là ông chủ tịch thành phố ông ấy có ông ấy có nói sai cái cam kết đâu. Ông làm rất đúng. Đấy. Không xử toàn bộ nhân dân Đồng Tâm mà chỉ xử ấy, những kẻ vi phạm pháp luật. Mà cuối cùng là 29 tên tội phạm. Đấy nhá. Cho nên cái luận điệu này là phải xóa bỏ đi nhá. Cái luận điệu thứ hai là họ nói đấy, là chính quyền ấy, đấy, đem 3.000 công an đến để đàn áp Đồng Tâm. Này, cái câu 3.000 nó đập vào mắt tôi nha, tôi đã hình dung ra rồi nha. Các vị không đủ cái trí khôn ấy để hiểu con số 3.000 là gì nhá. 3.000 các vị có biết là bao nhiêu? Một sư đoàn đấy nhá. Đấy, tôi nhắc cho các vị này, trung đội là 10 người, đại đội anh nhầm nhá, tiểu đội là 10 người, tiểu đội là 10 người đến 12 người bộ binh đấy, trung đội là 30 người, đại đội là 100 người,
tiểu đoàn là 300 người, trung đoàn ấy là 9.000 người, gọi là 1.000 người đi, cả phối thuộc nó thành 1.000 người. Thế thì sư đoàn nó là 3.000. Thế mà công an Hà Nội là cử cả một cái sư đoàn đến bao vây cái làng Hoành ấy. Này, 3.000 người mà đến cái làng Hoành ấy, có mà chen chúc nhau rồi bắn vào nhau à? Đúng không? Cho nên này, các vị là khiếm khuyết trí tuệ, các vị không hiểu cái con số 3.000 là gì. Thế mà các vị cứ tung ra cái luận điệu 3.000 cảnh sát đến bao vây làng Kình nhá. Đấy, cái luận điệu thứ ba họ nói là chính quyền ấy tại sao ấy không ban ngày ban mặt vào đọc lệnh đấy bắt Lê Đình Kình và đồng bọn mà lại phải đột nhập vào ban đêm. Ý các vị nói là chính quyền hèn. Này, tôi nói cho các vị nhá, nếu như bọn Lê Đình Kình ấy, nó không mua sắm và chế tạo vũ khí, đạn dược, nó không live stream, nó công bố đe dọa giết 300 đến 500 người của chính quyền nhá, đấy, thì chính quyền chả gì, việc gì phải đột nhập vào ban đêm cả. Đấy, nó đã mua sắm, tự chế và tàng trữ vũ khí như vậy, nó đã công khai đe dọa như vậy. Đấy, thế thì người ta phải đột nhập bí mật bất ngờ để không xảy ra giao tranh giữa hai bên, để ảnh hưởng tên rơi đạn lạc, ảnh hưởng đến sinh mạng của nhân dân làng Oanh. Đấy, thế các vị có nhớ không? Nhớ xem ấy, là Mỹ họ đột nhập tiêu diệt Bin Laden vào mấy giờ sáng? Đấy, 1 giờ sáng đấy nhá. Đấy, cho nên ấy, đối với lại Bin Laden mà nó có cận vệ dùng vũ khí như Lê Đình Kình và đồng bọn ấy, thì cảnh sát Mỹ, không chỉ Mỹ nhá, toàn thế giới người ta đều ấy, đều phải đột nhập vào ban đêm. Rõ chưa? Đấy nhá, cho nên cái luận điệu ấy cũng phải bỏ đi nhá. Đấy, thế thì hôm nay là anh nói về cái vụ Đồng Tâm sắp tới, là gợi nhớ lại cho anh những cái luận điệu của những cái người chống cộng, chống Việt Nam. Đấy, cũng như những cái người khiếm khuyết trí tuệ. Đấy, mà nói nặng ra là những người đầu đất chính trong nội bộ hàng ngũ chúng ta. Đấy. Ok anh. Có lẽ là cái hôm tới này mà xử vụ Đồng Tâm ấy, chắc chắn em sẽ đi đấy. Chỉ mà em dự đoán kinh nghiệm giữ nhiều phiên tòa xử dân chủ rồi. An ninh rất chặt mà từ xa cấm đường nên là khó tiếp cận được để vào gần khu vực để đưa tin, nhưng mà chắc chắn là sẽ đụng độ bọn dân chủ kéo về đấy anh ạ. Nếu hôm đấy mà đội cờ đỏ mình mà tập hợp được nhiều là kiểu gì đụng độ bọn dân chủ ấy. Đúng không? Đụng độ dân chủ có về nhiều lắm. Giá như mà đội cờ đỏ mà anh em cờ đỏ mà đoàn kết các phe phái trường phái đoàn kết nhau thì cũng mạnh đấy. Là kiểu gì cũng gặp cái bọn nào là Thúy Hạnh, nào là Dũng Sĩ Ôm, là cái đám là thằng Vô Va, Nã Dũng cả hết nhá. Thế thôi, xin chào anh em bạn bè của kênh Vision nhá. Anh em Bảo Trâm cả anh Quang ngồi nói chuyện phía một chút về tình hình chính trị thôi. Chúng ta là một cuối tuần thật là vui vẻ. Nào như tổ quốc của tôi, đất cha ông chưa nguôi ngày đoàn tụ, trong nguy nan vẫn gồng lên giữ đất, tổ quốc lóe lên hình tia chớp ngăn tù.